Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với không gian ẩm thực đầy thú vị của chuyên mục Món Ngon. Và trong chuyên mục Món Ngon kỳ này vẫn sẽ là một món ăn thật đơn giản, dễ chế biến nhưng giàu dinh dưỡng. Hãy cùng khám phá xem đó là món gì nhé. Chào quý vị khán giả, hiện nay Hà Trinh đang có mặt tại gian bếp quen thuộc của thành phố hôm nay cùng đầu bếp Hoàng Huy. Không biết là ngày hôm nay đầu bếp Hoàng Huy sẽ gửi đến chúng ta món ăn gì đây. Xin chào anh ạ. Chào Hà Trinh, chào quý vị khán giả thành phố hôm nay. Thường thì là có mướp, có nấm, có lòng gà. Người ta nói là lòng gà xào mướp thì quen rồi. Thì chắc hôm nay lòng gà xào nấm quá. Quả nhiên là thông minh đó mà. Anh nói em rồi, ở trong tủ lạnh có gì anh làm ở đó nữa. Cho nên là thực ra trong lòng gà xào rất là nhiều món. Nào xào em có thể xào với cải chua cũng được nè. Rồi xào với mướp, xào với bầu hay là xào với đu su su, rất là nhiều thứ. Nguyên liệu là gì không quan trọng, quan trọng là thành phẩm có ngon và dễ nấu hay không ạ? Anh hứa với em chắc chắn lúc lát nữa là em ăn ghiền liền. Bây giờ mình bắt đầu giới thiệu nguyên liệu nha, mình sẽ có những món gì? Đây, thứ nhất là anh nhớ thằng cần lòng gà rồi ha. Rồi bên đó cần nấm, nấm anh có hai ba loại nấm, đây có nấm đông cô nè, nấm rơm nè. Rồi anh thêm là ít hành phi, rồi ít tỏi và hành. Ngoài ra anh cần có thêm ngò gai nè, lá nè, và rí cả ít rau răm nữa. Lòng gà chế biến được khá nhiều món ăn hấp dẫn như lòng gà nấu miến, cháo lòng gà xào nghệ, lòng gà bóp gỏi. Trong các món ăn với lòng gà thì lòng gà xào nấm là món ăn với cách thực hiện nhanh chóng, đơn giản, song mang lại vị thơm ngọt, thanh mát, cũng bởi sự kết hợp của vị ngọt từ nấm rơm. Tuy nhiên, gan gà chứa nhiều dinh dưỡng nhất nhưng cũng là nơi chứa mầm bệnh tật, tích lũy nhiều loại kim loại nặng. Vì thế phụ nữ đang cho con bú, trẻ nhỏ hoặc người có cơ địa nhạy cảm thì không nên ăn nội tạng của gà, trừ phần trứng non. Đây, cái mẹ gà thì anh sẽ cắt như thế này cho nó đẹp nè. Dạ. Bây giờ thì Hà Trinh sẽ hỗ trợ cho anh Huy xắt hành lá nha. Nước cũng đã vừa sôi rồi hả? Đây, anh sẽ xử lý cho em coi. Không những giòn mà còn lại rất vừa ăn nữa. Đúng không? Mà không có cái mùi hôi nha. Còn nấm thì mềm, thơm và đậm gia vị. Phải nói đây là một cái sự hòa quyện rất là xuất sắc luôn. Cảm ơn anh Hoàng Huy nha. Dạ, anh đưa món này vào món ăn trưa luôn nha. Ngoài món lòng gà xào với nấm rồi anh còn có rất là đơn giản. Anh lấy canh rau ngót nấu với thịt bằm. Còn món rau nữa là rau rang luộc mà nhưng mà chấm với nước mắm dầm tỏi rất ngon. Còn buổi chiều tối thì Hà Trinh cũng ăn dân dã thôi. Đó chính là khổ qua xào trứng nè. Ăn cùng với lại cá bống kho tiêu. Còn món canh á, thì mình ăn canh xà lách son kèm với thịt bò đi.